Thì đây là Anna xin được chiếu lên đây những cái sản phẩm, và khi mà chiếu lên thì tôi sẽ nói luôn là sản phẩm này có thể sử dụng, ứng dụng được trong những cái việc gì. Không dám vào đấy nói. Khi là 3 giờ đúng. Ngày mai. Ừ. Ngày mai nói được với tôi. Lên đi con. Đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình này là cái quyển catalog mà tụi tôi đã thu lại và mình chia ra thành những cái dòng sản phẩm rồi. Cái dòng đầu tiên phải nói đến á, mà mang lại cái doanh số chính cho chúng ta, đó là cái dòng thực phẩm chức năng. Và thực phẩm chức năng của Siri thì nó khác hoàn toàn với những cái dòng khác, cho nên bạn có thể nhìn thấy ngay tại đây này. Đối với dòng thanh lọc nhá, thì nó có thanh lọc ở mức độ cơ học. Bạn có thể lấy cái sản phẩm này là những cái sản phẩm phễu, thanh lọc cả về hệ hô hấp này, về hệ tiêu hóa, tức là ăn uống cảm thấy khó chịu gì cũng có này. Hệ hô hấp là như là hắt hơi sổ mũi này kia, uống là cầm hắt xì luôn đó các bạn. Rẻ nhưng mà lại có võ, rất là hiệu quả. Những sản phẩm mà cho hệ tim mạch, những sản phẩm để thanh lọc cho cái gọi là gan thận mật chúng ta cũng có. Một cái hộp này là khoảng 25 đến 30 gói. Và cứ một ngày thì mình pha với nước sôi mình uống 1 đến 2 gói. Những sản phẩm giúp ngủ ngon này, trà noi. Trà này là thanh lọc gan. Cái này là dành cho những người bị tiểu đường và béo phì. Trà này là cho hỗ trợ như kiểu những chị mà bốc hỏa ấy, tiền mãn kinh. Rồi mình có cả trà thanh lọc cho khớp. Thực ra chúng ta đang có một cái vấn đề, một vấn nạn về cơ xương khớp. Tại vì chúng ta là khí hậu nhiệt đới mà gió mùa, ẩm, nóng, cho nên là rất nhiều người bị khớp. Này có thể giải quyết được cho họ. Và chúng ta có một cái trà tê gọi là trà cleansing body. Trà này là trà thanh lọc cho đường ruột. Và nó lúc loại bỏ tất cả những cái mảng bám cặn ra khỏi đường ruột của chúng ta. Và khi mà uống cái này, nói các bạn chỉ cần uống khoảng 2-3 túi là đã có hiệu quả rồi, đã cảm nhận được hiệu quả của nó rồi. Và nó đây là những cái là dòng mà gọi là đầu mà bước vào mà làm cho người ta có thể thích mình, với những người mà khó tính nhất. Còn đối với những người kinh doanh thì chúng tôi lại có hướng dẫn khác, chúng tôi không hướng dẫn đi từ các dòng trà. Số 2 là những cái sản phẩm thanh lọc cho cái hệ bạch huyết để tăng sức đề kháng. Mình vẫn cứ thường nhìn thấy là khi mình bị đau họng, đau hết gì đấy, mình bắt đầu thấy những cái hạch trong người mình có một cái hệ bạch huyết. Và cái hệ bạch huyết này thì nó là nó có cái hệ như kiểu máu trắng ấy, là hệ dịch. Khi mình đứt tay mình thấy, thì uống những sản phẩm này dạng bột, nó giúp thanh lọc. Đầu tiên nó làm sạch cho đường ruột của mình mà bằng cách rất là êm. Bản chất nó là những chất thấm hút cho đường ruột, và nó giúp thấm hút tất cả những cái chất thải ra khỏi cơ thể. Cái này là dành cho mọi đối tượng này. Cái Joy Comfort này này dành cho đối tượng mà bị cơ xương khớp. Cái Defend này dành cho những đối tượng mà bị đại tràng, cái táo bón cả âm dương ấy. Rồi cái Inulin này này là dành cho những người bị tiểu đường và béo phì. Mỗi một cái triệu chứng chuyển hóa bên trong cơ thể bị sai hỏng thì nó sẽ cần những cái chất thấm hút khác nhau để loại bỏ nó ra ngoài. Thì cái này có thể làm được điều đấy. Và ngay cả những cái bà mẹ đang cho con bú thì sản phẩm này nó sẽ giúp làm sạch cả cái hệ bạch huyết, chính là cái đường ống vận chuyển của sữa mẹ. Cho nên là mọi người dùng sẽ thấy rất là thích. Tôi dùng cái này tôi thấy thích lắm. Và có sản phẩm thanh lọc. Thanh lọc ở cấp độ tế bào. Cấp độ tế bào là cấp độ thanh lọc cao nhất. Và mình có tới 40.000 tỷ tế bào. Và độc tố tập trung chủ yếu 80% là ở cấp độ tế bào. Thì ở đây nó có 3 cái bằng sáng chế. Đầu tiên là nó thanh lọc dựa vào nhịp sinh học, buổi sáng uống cái gì, buổi tối uống cái gì để thanh lọc. Thứ hai nữa là nó thanh lọc ở dựa vào vi chất dinh dưỡng. Thanh lọc cái màu vàng này này là thanh lọc cái khoảng không gian giữa các tế bào. Màu xanh này là thanh lọc khoảng không gian bên ngoài. Xin lỗi, màu vàng này là thanh lọc bên trong cái tế bào chất. Màu xanh dương là thanh lọc khoảng không gian giữa các tế bào. Màu xanh lá này là cung cấp những cái dưỡng chất để tế bào không bị viêm trong cái quá trình mà sinh sống. Và thanh lọc này thì hiệu quả cực kỳ, cảm nhận được ngay sau 3 ngày sử dụng qua phân nước tiểu này nọ kia khác, thấy ngay. Dòng thứ hai là dòng năng lượng. Dòng năng lượng là dòng rất là dễ bán và phân phối. Bởi vì đơn giản là dòng thanh lọc nó chuyên về thiên về dòng chữa bệnh, là nó loại bỏ những cái thứ mà gây bệnh ra khỏi cơ thể. Còn dòng năng lượng ấy thì nó không thiên về cái việc thải độc tố ra, nên nó không làm cho người ta mệt mỏi khó chịu, mà nó bổ sung luôn năng lượng cho cơ thể hoạt động mà người ta có thể cảm nhận được ngay. Thì tôi rất thích 3 cái sản phẩm thuộc dòng đẳng cấp này. Nếu một tư vấn viên mới vào, tôi chỉ bảo họ uống đúng 2 sản phẩm thôi, siêu vitamin và Neurovision, để họ cảm nhận được ngay cái năng lượng của họ tăng lên như thế nào. Bản thân tôi là một người làm là về đào tạo, tôi nói từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Và nếu không có những sản phẩm này, tôi tin tưởng là tôi không thể nói mà nhiều năng lượng như thế được. Và cái này thì
Sản phẩm này bạn dùng là một hộp này có 30 túi và nó giúp bạn hồi phục năng lượng lại rất là nhanh. Thậm chí là những cái bệnh mà nhẹ nhẹ như kiểu cảm lạnh, rồi cảm cúm, tăng sức đề kháng, rồi viêm dạ dày, rồi viêm đại tràng mà nhẹ nhàng ấy, rồi rối loạn kinh nguyệt này kia, sản phẩm này nó giải quyết được hết. Số 2 là sản phẩm màu xanh này là Neurovision. Tôi muốn nói đây dành những người mà tập trung não bộ cao độ ấy thì mình dùng sản phẩm này. Rồi những người mà bị căng thẳng stress, một bộ phận này, bây giờ chúng ta có một bộ phận là người giàu cũng khóc, một bộ phận rất là lớn những người đang cần đến sản phẩm này và họ uống sản phẩm này. Tôi đã từng có những người mà bị tắc nghẽn kinh nguyệt này, bị xoang rồi bị viêm đa khớp này nọ, xuất phát từ bị căng thẳng stress, cho uống xong một cái sau 2 ngày là đã có kinh lại rồi. Và tôi còn cảm thấy ngạc nhiên vì mình không bị stress cho nên mình không uống. Nhưng mà cái mấu chốt là họ uống thì họ lại có cảm nhận rất là nhanh. Rồi nó có một trong những cái, đây là một nhu cầu rất lớn trên thị trường, đó là sản phẩm mà cho tóc và móng, cực kỳ lớn luôn. Và uống cái này thì nó sẽ mọc tóc. Cái lọ đầu hộp đầu tiên thì nó sẽ làm thanh lọc trước, làm khỏe những cái chân tóc, và những chân tóc nào bị yếu nó sẽ cho rụng đi. Và đến cái hộp thứ hai là tóc bắt đầu mọc lên tua tủa. Nên là đến bây giờ tôi vẫn phải đeo cái băng đô này là vì như thế. Nam nữ luôn nhá. Nó có cái dòng năng lượng Vision này cho mắt này, Mama Box này là cho mẹ mang thai và sau sinh, Beauty Box là cho những người mà muốn cải thiện về nhan sắc ấy và nữ giới, Boon Box là cho hệ tim mạch, năng lượng cho hệ tim mạch, IQ Box là tăng cường máu lên não, những người mà hay uống hoạt huyết dưỡng não cho uống cái này, Men Box là dành riêng cho đàn ông, Immuno Box là tăng sức đề kháng cực kỳ cần thiết và thường xuyên cháy hàng, Step Box là cho cơ xương khớp. Core N này là để tăng năng lượng tức thì. Những người mà bị như kiểu hạ huyết áp, tụt huyết áp, hoặc là những người mà đang cần phải hắt gì mà khoảng 2-30 cái, uống cái này sau 3 tiếng là đỡ hẳn, hết hẳn luôn, rất cân cơn luôn. Mình có cả dòng cân bằng. Cân bằng thì ở đây nó có một cái dòng gọi là cân bằng theo nhịp sinh học của cơ thể. Sáng chiều cơ thể của chúng ta hoạt động nó đúng nhịp sinh học thì nó sẽ khỏe. Còn nếu chúng ta hoạt động mà nó sai nhịp sinh học thì nó sẽ dẫn đến những cái tình huống bị bệnh, mất ngủ này, rồi khó ở này, này nọ kia khác. Không tiêu cũng là một trong những tình huống những cái cơ quan nội tạng của mình nó mất cân bằng. Cái số 2 này là cho não này, số 3 này là cho tim, số 4 này là cho gan, số 5 là cân bằng hệ hô hấp, số 6 là cho khớp và số 7 là cho mắt. Chúng ta có cả một cái gọi là Healthy Rhythm. Ai mà đã từng nghe cái bài Rhythm of the Rain á, nhịp điệu dưới mưa ấy, thì bạn sẽ thấy rằng nhịp điệu dưới mưa thì ở đây chúng ta có cái nhịp điệu bên trong cơ thể mình. Cơ thể mình có nhịp điệu, và đây là một trong những cái nền tảng khoa học rất là đặc độc đáo của Siberia. Nó có viên uống ban ngày, viên uống buổi tối, và giúp các bạn có thể cân bằng lại nhịp điệu sinh học của các bạn. Với dân tập luyện thể dục thể thao chẳng hạn, chạy bộ nhiều quá, tối về ngủ không ngon, giật mình thon thót ấy, cơ bắp nó không được thư giãn đủ, bạn uống cái này thì bạn sẽ có thể cân bằng lại được. Và những người mất ngủ thì uống cái này sẽ cân bằng lại rất là tốt, bổ sung thêm magie nữa để cho nó thư giãn cơ bắp. Mình có cái dòng mà gọi là vừa chất chống oxy hóa, vừa là công thức 4 giúp thanh lọc ở cấp độ nhân tế bào. Cái này có thể nói rằng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn. Bạn bị ngộ độc thức ăn, bạn uống 10 viên sau 3 tiếng là hết. Bạn bị ngộ độc cồn, bạn uống 5 viên, 10 viên, sáng hôm sau bạn tỉnh lại, bạn thấy nhẹ nhàng như bình thường. Bạn muốn dùng để ngâm rau củ quả thì cũng rất là dễ dàng để cảm nhận được. Nhất là khi bạn ngâm thịt rồi bạn mới luộc thịt ạ, cái thịt đấy nó có cái vị rất là ngọt và nó không có bị hôi. Và cái hộp này, một lọ này có hơn 400.000 thôi mà có tận 120 viên. Rồi tất cả những người nào mà bị ung thư này nọ kia khác, bị bệnh mãn tính đều dùng cái này, nhưng họ sẽ dùng cái lượng viên nhiều hơn. Bình thường nó là chất bảo vệ thực phẩm bảo vệ sức khỏe, một ngày mình dùng viên thôi. Mình đang ở cái nơi bẩn thỉu thì mình, như Việt Nam mình môi trường rất là bẩn, thì chúng ta dùng 4 viên một ngày. Có những người bị bệnh thì họ phải dùng nhiều hơn, 10 đến 20 viên một ngày. Mình có cân bằng để mà chống lại, cân bằng lại nội tiết tố nữ là Chronolong, nhu cầu rất lớn. Trị nám này, khô hạn này, rồi đàm đẹp da, chúng ta đều dùng cho dùng hai cái sản phẩm này. Vitazac Madium là trẻ hóa. Trẻ hóa đến mức độ mà một viên này nó có những cái hàm lượng chất chống oxy hóa, một chất rất là quý có tên gọi là resveratrol, mà chỉ có ở trong rượu vang ấy. Là một viên có cái hợp chất này gấp bằng cái lượng trong 6 đến 8 chai rượu vang. Và nó đã là trẻ hóa thì nó giúp da của mình trẻ hóa, nó giúp tất cả những cơ quan nội tạng của mình được hồi phục, nó giúp mình tái tạo và cân bằng năng lượng, và ai cũng cần phải dùng cả. Nó cung cấp oxy đến tận các tế bào, và vì thế cho nên là nó phòng chống được nguy cơ ung thư cực kỳ tốt. Mình có những cái dòng cân bằng về khoáng chất,
Và tất cả các loại khoáng ở đây thì đều là khoáng hữu cơ và được sản xuất theo công nghệ mà lên men từ những cái nguyên liệu, cho nên là nó rất là dễ hấp thu và không có gây nóng, gây táo bón gì cả. Mình có magie này này là cực kỳ cần thiết, là một loại khoáng cực kỳ cần thiết trong việc thư giãn cơ bắp và cần thiết trong việc hồi phục lại các cái tế bào. Sắt, canxi là hai thứ mà nữ rất là cần. Và canxi này trẻ em cũng có thể dùng được luôn, giúp cho răng chắc khỏe. Có kẽm là một trong những cái khoáng mà tăng sức đề kháng của đàn ông cực cần. Selen là những cái khoáng mà giúp đào thải độc tố cực mạnh, phù hợp với những người mà sống trong những cái điều kiện mà bị độc tố nhiều như là xăng dầu này, rồi ô nhiễm này, ung thư đều phải dùng những cái này. Mình có cái dòng cân bằng những cái axit béo thiết yếu. Não của chúng ta 60% là chất béo. Tất cả các tế bào của chúng ta cũng được cấu tạo bởi chất béo. Thì ở đây chất béo nó chia ra thành những loại như sau. Cái viền màu vàng này này là để mà đẩy những cholesterol xấu ra. Cái mà màu cam này này, nó có rất nhiều carotenoid và nó giúp trẻ hóa. Nó tốt cho mắt nữa và tốt cho tim mạch. Cái mà lycopene này, cái màu tím này này, là cũng là một loại chất chống oxy hóa, có rất nhiều trong cà chua. Và cái này thì nó cũng bảo vệ được cơ thể chúng ta khỏi cái nguy cơ lão hóa và tăng cường được cái sức khỏe của mạch. Rồi mình có cả cho mắt, bôi trơn cho mắt. Mình có cả những cái dòng cân bằng, những cái dòng sản phẩm của cái dòng thu nhập thấp. Thực ra cái Serber này này là không phải là của thu nhập thấp đâu, mà cái Serber này này nó là giúp cho chúng ta có thể hồi phục lại được sự cân bằng của cái việc tiết mồ hôi. Những người hay ra mồ hôi tay, ra mồ hôi trộm, rồi những người trong giai đoạn tiền mãn kinh mà khó chịu. Rồi mình có Gohan là cân bằng lại cái hoạt động của hệ mạch. Mình có tất cả những cái dòng sản phẩm thu nhập dành cho những người mà có thu nhập thấp khác. Cũng giống như những dòng tôi vừa giới thiệu nhưng mà rẻ hơn. Giá khoảng 100-250 thôi. Khoảng hơn 100-250. Mình có cả dòng dinh dưỡng, thể thao. Dòng này dòng giảm cân rất là tốt. Một cái là tăng kích thước mỡ, kích thích tích mỡ và đốt mỡ. Và thay cho bữa ăn. Cái màu hồng này là tăng đốt cái lượng đường dư thừa trong máu. Mình có tất cả những sản phẩm dành cho dân thể thao. Mega này này là siêu việt, là vitamin mà của dành cho dân tộc. L-carnitine là kích thích cái quá trình đốt mỡ. Glucosamine này cực tốt trong cái việc hồi phục những cái đau do cơ bắp và cho các khớp. BCAA này là cái dòng mà mình sẽ dùng để mà mình có thể bồi dưỡng mà xây dựng được cái cơ bắp của mình. Có cả những cái dòng protein để uống hàng ngày. Nãy có một bạn hỏi có cái gì uống hàng ngày không? Rồi, dòng cho dân tộc để có hàm lượng protein cao hơn này, hai cái dòng này. Sản phẩm dành cho trẻ em, tăng sức đề kháng, rồi tăng trí thông minh. Sản phẩm tắm cho trẻ em, mỹ phẩm thì những cái này là bán rất là chạy và nó thường xuyên bị hết hàng. Bây giờ đang có hàng, bạn nào mà muốn dùng chuyên về dòng này thì bạn phải tiến hành mua. Có những cái mà rửa mặt ấy mà hoặc là làm sạch cái này có hơn 200.000 thôi, nhưng mà khi mà làm sạch thì nó làm sạch rất là sâu và cảm giác rất là sướng. Cái bộ này thì có thể xóa nhăn này, giảm thâm chỉ sau 7 ngày. Và nếu ai mà có nhu cầu điều trị nám miếc này nọ kia khác đó, thì cứ dùng bộ này bên ngoài cộng với những cái dòng uống là dòng cho phụ nữ bên trong và dòng thải độc bên trong, nó sẽ ra một cái kết quả rất là tốt. Nám nhẹ thì sau 6 tháng, còn nám nặng thì khoảng 9-12 tháng. Còn tất cả mọi người mà muốn làm đẹp da tôi thì sau 2 tháng là mình đã cảm thấy da mình cải thiện lắm rồi. Mình có cả những loại kem dưỡng ngày đêm giá rẻ hơn. Có cả những loại serum. Có thể dùng serum này để đắp mặt nạ. Serum này là cực kỳ hiệu quả mà giá có 209. Kem dưỡng mùng mắt. Có những cái loại tinh dầu, gọi là bộ sản phẩm có tên gọi là huyền thoại Bam Sam. Từ cái cây Bam Sam là cái cây linh sam á. Và bôi chân này, dưỡng da chân này. Rồi có những cái thứ mà gel này là để bôi cho khớp này. Cái này là để bôi côn trùng cắn này. Cái này để bôi những cái bệnh ngoài da như vẩy nến rồi thì bị khô da này nọ. Rồi bị sốt thì cũng bôi này. Có cái sữa chăm sóc da đầu luôn này. Mình có cả cái dòng tắm gội này bằng hàng organic hoàn toàn và có cả tẩy tế bào chết. Các bạn mà dùng khoảng 1 tuần rồi các bạn không bao giờ muốn dùng cái hàng khác nữa. Kem dưỡng da tay có khả năng trị luôn cả những cái đồi mồi trên da tay. Tiêu dùng hàng ngày như là kem đánh răng và nước súc miệng thì bạn có thể cảm nhận được ngay hiệu quả của kem đánh răng này trong vòng 3 ngày thôi.
mà nó cháy hàng liên tục. Có những người mua cả trăm cái tuyếp kem đánh răng này về bán vẫn hết một cái vẹo. Đến lúc nào mà có hàng á, thì các bạn mua đi. Hiện tại kem đánh răng là đang hết, có những thứ khác là đang có. Bộ dầu gội đầu này tôi dùng một tuần, tôi gội 3 lần và tôi không còn muốn dùng lại bất kể một loại dầu gội đầu nào khác. Nó trên cả organic và bây giờ tôi chỉ sợ nó hết hàng thôi. Cho nên lúc nào tôi cũng phải thủ sẵn, cất sẵn trong nhà mình mấy bộ ấy. Có cả cái sản phẩm tiêu dùng dành cho nam. Và đấy là tất cả những dòng sản phẩm của CB đang có tại thị trường Việt Nam. Còn tại thị trường của Nga thì nó còn có rất nhiều dòng nữa và lần lượt đang về. Ở Nga còn có cả những dòng cosmetic về mỹ phẩm, có cả nước hoa, có cả những cái dòng mà thanh ba protein á, để cho những dân tập luyện ăn, dòng ăn kiêng rất là mạnh. Có cả những sản phẩm bôi để se khít vùng kín, có cả nước rửa phụ khoa. Và chắc chắn là trong năm 2020 và nửa đầu của năm 2021 là sẽ lần lượt xin giấy phép để về hết thị trường Việt Nam. Và chúng ta có một mã số, chúng ta có thể kinh doanh toàn cầu. Bạn có thể mở mã số và mua hàng ở bất kể một cái quốc gia nào mà có văn phòng đại diện. Bây giờ đang là 25 quốc gia, còn 65 quốc gia mà có thể mua hàng online được. Chỉ cần có các quốc gia đấy thì bạn vào cái website là bạn có thể mua hàng online được. Đây, tôi chỉ cho các bạn cái cách để các bạn có thể vào mua hàng. Đặt hàng thì online hết các bạn nhé, online toàn bộ luôn. Tự nhiên tôi vào cái web chính của nó. Tôi vào web chính, đây là web Việt Nam. Và trên này á, là sản phẩm nào cũng có giá và có điểm. Và khi bạn click vào một cái hình thì nó đều ra miêu tả cách sử dụng. Đây là website thương mại điện tử và cái giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm. Khi bạn click vào cái chúng tôi đang ở 65 quốc gia này, bạn sẽ về cái website chính của Nga. Và trong cái website chính của Nga này thì bạn có thể về thẳng trai của Nga, hoặc là bạn có thể search xem bạn cần mua hàng ở quốc gia nào. Tất cả những quốc gia này đều là quốc gia mà bạn có thể mua hàng và phải thanh toán bằng cái thẻ và visa thì được rồi, nhưng mà giao hàng ở quốc gia đấy nhá, giao hàng ở những quốc gia này. Thế còn văn phòng đại diện thì chỉ có mặt ở 26 quốc gia thôi. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta tổ chức kinh doanh. Bạn có thể ngồi một chỗ và kinh doanh toàn cầu thực sự. Và theo đúng nghị định 40 của chúng ta thì chúng ta chưa có được mở tư vấn viên là người nước ngoài.